Rồi chào bạn, thì như là cái chủ đề video ha, thì trong lúc này mình sẽ quy hoạch cho bạn xem nhanh một cái con chuột không dây mình mua để mình xài ha. Đây là cái con Logitech G304 Lightspeed phiên bản màu trắng. Thì có thể xem đây là một cái mẫu chuột không dây quốc dân trong cái phân khúc giá là dưới 1 triệu. Thì mặc dù đây không phải là một cái mẫu chuột mới hoặc là nó là dòng cao cấp gì cả, nhưng mà nó mang lại những cái trải nghiệm nó tốt và nó cân bằng cho cái nhu cầu những ai mà cần làm việc cũng như là cần chơi game, cũng như là nó có một cái thiết kế nó gọn nhẹ và nó sẽ mang lại cái sự thoải mái khi bạn xài. Thì nói sơ một chút xíu ha, thì cái hộp các bạn thì mình cũng có một chút thắc mắc á, là mặc dù á là phiên bản G304 Lightspeed White nhưng mà mình thấy trên mạng á là có những cái hộp á nó lại là màu xanh, còn cái hộp mình mua á thì nó lại là màu xám, cho nên là mình không biết là có khác biệt gì không ha. Cái hộp này thì bạn thấy là được làm cũng rất là gọn ha, cơ bản có dòng chữ Lightspeed ở đây, logo thể hiện cái sự kết nối rất là nhanh, nguyên dụng màu trắng. Rồi, mà sau thì hãng sẽ có in một số những cái thông tin ở bậc khác về sản phẩm thì là mình sẽ nói sau. Nói chung thì mình thích màu trắng hơn là màu đen, màu đen thì nhìn nó thường quá. Ngoài ra nữa thì Logitech còn có một cái phiên bản gọi là Z Color Collection, tức là nó sẽ có thêm 3 màu, đó là màu tím, màu xanh dương và xanh lá, rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình lại không thấy những cái màu đó lại bán chính hãng, mà chính hãng chỉ có đen và trắng, cho nên là mình không biết như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra bằng coi ha. Thì cái giá bán mình mua được con chuột này á, là chính xác luôn nha, là 890 các bạn, nó 890.000. Rồi ok, để ra. Thì đây là con G304 Lightspeed White của mình, còn đây là phụ kiện đi kèm theo. Lấy hết cho bạn coi luôn nha. Coi như là bạn nào mà đang muốn mua á thì có thể mình tham khảo thử đó, coi coi là nó như thế nào. Rồi, ok. Thì bạn sẽ có là gì? Một cái quyển sách như thế này. Đó. Thì ở đây hãng cũng có quảng cáo luôn ha, bàn phím nè, tai nghe nè, chuột đây. Đây là một trong những cái màu nằm trong cái bộ Z Color Collection đó bạn, màu đẹp lắm. Màu tím nhưng mà tức tiếc là không bán chính hãng. Rồi, ở đây mình sẽ có cái một cái tệp hướng dẫn cái cách bạn lắp cái viên pin AA vào để mình xài. Bởi vì cái con chuột này bạn là nó không có được tích hợp pin sẵn nha, mà nó xài pin rời, các bạn cần phải lưu ý. Đây là một cái sticker điểm G các bạn, nó điểm G, giờ G đó bạn. Đó. Rồi. Mình sẽ có một cái hướng dẫn ở đây thì không quan tâm. Ở đây mình được hãng tặng hẳn cho bạn một cái pin Duracell pin 2A nha. Đây, pin 2A. Đó, không có bán. Đây, Duracell OEM not for retail sale. Nhưng mà nếu mà cục này hết rồi thì bạn có thể mình đi ra ngoài mua những cục pin khác xịn hơn, hoặc là bạn có thể sạc lại cũng được, tùy. Và ở đây mình sẽ có được tặng thêm cái gì, một cái giống như là một sạc cáp các bạn. Thì cái sạc cáp này nó sẽ giúp bạn có thể là mình cắm cái cục receiver vô và bạn nối dài cái phạm vi ra. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ mình nói về con chuột ha. Mình nói rồi đó, đây là một con chuột không mới, mà trên YouTube thì cũng có nhiều video lắm rồi, nhưng mà chủ yếu là do đây con chuột mình mới mua, mình cũng chưa xài qua, cho nên mình cũng muốn làm một cái video mình chia sẻ nó kỹ kỹ chút xíu. Đây là con G304 Lightspeed White. Thì cái cảm nhận riêng mình là gì đó, là nó rất là nhẹ các bạn đó, và thiết kế của nó là nó như cái con G102 cũng một dạng quốc dân á, mà nó là có dây. Cái con chuột này bạn, thứ nhất là nó nhẹ ha, kể cả có pin luôn á thì nó cũng rất là nhẹ. Thứ hai nữa là gì, nó là có thiết kế một cái form đối xứng, cho nên là những ai mà thuận tay phải hay tay trái á đều có thể xài được con này. Và một cái thiết kế màu trắng của nó là nó cực kỳ đẹp luôn. Thì nó sẽ có thêm một cái nhấn, nó gì có một cái logo chữ G và cái khu vực mà để mà có chứa cái phần cuộn lăn cũng như là cái nút chỉnh DPI thì nó sẽ màu đen để mà tạo cái điểm nhấn. Thì mình thấy là thiết kế con này á, nếu mà khi mình cầm nha, tay mình to lắm nha, nhưng mà mình cầm con này á thì mình thấy là vẫn nó rất là thoải mái luôn, cho nên là bạn không có cần phải lo lắng là cái tay mình như thế nào để mình cầm cho nó vừa, nam nữ già trẻ gì đó cầm đều ok hết. Thì cái cảnh thông thì nó có là thêm hai cái nút bấm phụ nữa đó, để bạn thêm gắn những cái tính năng thông qua cái phần mình đi kèm theo. Nhưng mình thấy là cái chữ G nè, nếu mà bạn xài lâu ngày á, một xài thời gian á, thì mình nghĩ là cái chữ G nó sẽ bị bay mất luôn chữ G luôn đó, để mình quản lý ha. Ok, thì để mà mình gắn được pin á thì bạn chỉ việc trượt ra như thế này, mình thấy có hai cái điểm, hai cái chân gắn không đó, bạn tìm vào đây kéo xuống là nó trượt cái phần mặt lưng chuột ra, được đơn giản thôi. Và lúc này bạn chỉ việc nhét cái pin vô, và ở đây thì nó cũng có một cái ngăn để bạn chứa được cái cục phát receiver ở đây đó. Và bạn cần phải lưu ý nha, đây là một cái nhược điểm lớn trên con chuột này, đó gì, nó sẽ không có trang bị Bluetooth.
Đồng nghĩa với việc đó là nếu mà bạn bị mất cái cục này á, thì cái con chuột này là không xài được nha, trừ khi mà bạn kiếm lại được cho mình đúng cục receiver này đó thì bạn mới xài được thôi. Còn một khi nó mất rồi là khỏi xài luôn, nó là điểm bạn cưỡng phí. Cái này thì do hàng mới bạn chặt quá đó. Nói chung là đây là cục receiver, và khi bạn xài xong rồi á, bạn thấy mình nhét vào đây. À, thì mình cũng có tham khảo là có nhiều người á, còn muốn cho con chuột này nó nhẹ hơn nữa gì, bằng cách là họ mua một cái pin 3A, sau đó là họ sẽ mua một cái adapter bạn, họ nhét vào đây, thì như vậy thì nó sẽ giảm một chút xíu cái trọng lượng của con chuột để mà nó nhẹ hơn nữa. Rồi ok, gắn lại xong ha, mình sẽ gắn lại như thế này đó, đơn giản chỉ là vậy thôi. Thì về cái phần switch chuột các bạn, thì cái switch trên chuột trái phải này á thì nó sẽ là của Omron và nó cho cái tuổi thọ là 10 triệu lần nhấn. Còn hai cái lúc bên hông này á thì nó cũng là của switch Omron luôn và nó sẽ cho cái tuổi thọ là 7 triệu lần nhấn ha. Mình thử bằng nghe nè. Nè. Đó. Thử ha. À, và cái phần con lăn này thì nó cũng được bọc cao su bên ngoài, còn đây là cái nút chỉnh DPI. Thì cái phần con lăn các bạn, đó, thì mình bấm nè, thì cái switch của nó sẽ là do TTC sản xuất, còn cái lúc mà chỉnh DPI á, sẽ là của Kai sản xuất ha. Đó. Đây là mặt dưới thì bạn thấy là nó sẽ được trang bị rất là nhiều những cái vết chuột nè, 1 2 3 ngay cái phần cảm biến, 4 5 6 đó. Và đây là cái nút bật tắt nguồn, gạt qua là bật ha. Logo Logitech và cái dòng chữ G304 đó. Thì về cái phần cảm biến các bạn, thì Logitech chuẩn bị cho cái phiên bản G304 Blind Speed White này á là cái cảm biến quang Hero, nó cho cái mức DPI là từ 100 cho đến 12.000 và cái tốc độ tracking của nó là 400 fps và cái gia tốc là 40G. Thì đây là một cảm biến mà được Logitech họ phát triển hợp tác với BitArc, là nó sẽ tương tự như là cái cảm biến là BMW 336 nhưng mà được cải thiện về cái hiệu năng và nó sẽ giảm về cái điện năng tiêu thụ để mà nó kéo dài được cái thời gian bạn xài pin nhiều hơn. Thì đó là mình có tham khảo được trên mạng ha. Nói chung á là cái con chuột này á, bạn mua về thì bạn có thể xài được cho nhu cầu làm việc, mình làm những cái cơ bản, hay là bạn thấy mình dùng nó để mình chơi game luôn cũng rất là ok. Và nó cũng sẽ có cái phần mềm đi kèm theo để bạn thấy mình update firmware, hay là bạn có thể mình chỉnh rất là nhiều những cái tính năng cũng như là mình quản lý được cái pin của con này luôn một cách trực quan hơn đó. Thì đây là một cái video mình chia sẻ ha, bạn nào mà muốn xem thực tế cái con chuột như nào thì đây đó, một clip dành cho bạn, cầm nhẹ lắm bạn, cầm sướng lắm đó. Cho em mượn con G42 chút xíu rồi anh cho em so sánh cái rồi đó, đây đây bạn coi nha, đó đây đây là con G102 có dây, một con chuột quốc dân giá cũng chỉ 200 mấy đúng không anh, 200 mấy gì đó không nhớ là phải, 400. à 400 vàng đó, giá 400. Còn con này thì giá sẽ gấp đôi ha, nó không dây nhưng mà con này thì cái mắt độc cũng sẽ xịn hơn tất nhiên rồi đó. Rồi xem một vòng nữa cái hoa bi trang các bạn đó, không khác gì hết ok ha. Nhưng mà có điều con này thì không có led RGB, con này thì có. Đó, màu mè thì mua con này. Rồi, ok. Chào bạn.